Cô nghĩ thử coi, anh Kun không sợ ngày nào đó mình là nạn nhân tiếp theo thì mới là lạ đó, biết chưa cô Kaby? Lo mà đếm ngược thời gian đi. Không lâu nữa, bên cạnh cô sẽ không còn ai hết. Không còn ai ở bên thì không phải là tôi. Sự thật đã bị mọi người phát hiện. Kaby lo sợ mọi thứ cô có được sẽ buộc khỏi tay mình, nên đã cố tình xuống nước với con. Em thừa nhận với anh, em đã du không vai. Em không muốn để mất vai vào tay của ai hết. Ai không tin thì em cũng mặc kệ, em không quan tâm. Nhưng mà anh phải tin em. Không để cho Pay được hạnh phúc, Kaby đã bắt tay với Winna, dụ dỗ Ra-chan, chồng của Pay. Chị sẽ là người trả đóng tiền lại đó cho em. Anh ta say tình không còn một đồng một cắc nào. Lần này em cứ lấy hết tiền mà em lừa được từ anh ta. Một phần thì chia cho Pay, còn phần còn lại thì em cứ giữ lấy. Đón xem Đố Kỵ tập 20 phát sóng vào lúc 11:50 phút ngày 1 tháng 7 trên sóng QRT.